cho thợ anh cũng hộp cái nè ông chú. Hộp hộp hộp. Đây. Lại không? Cái này trưa nay thì Tuấn chia sẻ cho anh em làm tất cả cách kiểm tra, lỡ may một ngày nào đấy đồng hồ hư hoặc khách hàng có nhu cầu, nếu bảo em ơi anh ơi kiểm tra giùm chị, xe này đổ xăng đầy bình nhưng tại sao đồng hồ lại báo có 2 vạch hoặc 3 vạch, hoặc tại sao đồng hồ báo e là chứng tỏ xe hết xăng nhưng đồng hồ vẫn báo 3 đến 4 vạch. Như ví dụ Đình Tuấn làm như thế này, xe hết xăng đúng không, xe hết xăng nhưng thay vì tại sao người ta dắt bộ đồng hồ lại báo 2 vạch, hoặc đôi khi người ta đổ đầy xăng ở chế độ F, người ta đổ đầy bình xăng ở trong này, đổ đầy bình xăng nhưng đồng hồ thay vì người ta lại báo 2 vạch. Để cho anh em cách kiểm tra thế nào, một là hư đồng hồ, hai đứt dây, ba hư báo xăng, thì anh em vô Đình Tuấn chia sẻ luôn cách cực kỳ kiểm tra, cực kỳ dễ nhá. Đình Tuấn có thời gian có khoảng 15 cho tới 20 phút giờ trưa, do từ 7 giờ trưa anh cơm trưa, thì Tuấn chỉ có thời gian 15 đến 20 phút chia sẻ live stream anh em, hay cố gắng chia sẻ rộng rãi để bạn bè vào xem cách giả lập để kiểm tra những cái đồng hồ báo xăng. Lỡ may cái đồng hồ này nó bị hư mặt bên trong này, khi thay vì đồng hồ báo xăng báo đổ đầy nhưng đồng hồ có 2 đến 3 vạch, hoặc xăng hết nhưng đồng hồ vẫn báo 3 vạch dương lên để khách hàng không biết, người ta dắt bộ, người ta có nhu cầu cầu kiểm tra đồng hồ, thì các bạn kiểm tra một cách cực kỳ dễ và đơn giản. Một, hư đồng hồ. Hai, báo xăng bị chập chờn nha. Đặc biệt Đình Tuấn sửa đồng hồ thì không dám dân nói giỏi, nhưng đủ khả năng để làm những mặt báo xăng này. Có nhiều lúc ok, xăng đổ đầy ở chế độ F là chế độ bình xăng đầy, nhưng xăng báo có 2 vạch thì nó bị bỏ mất 1, 2, 3, 4, nó bị đứt mặt bên trong. Ok. Cái này thì anh em không cần tay nghề, anh em cũng làm được. Quan trọng là anh em nhớ màu dây, bởi vì dây báo xăng có 2 dây tương tác, một là dây mát và một dây lên báo xăng. Thì anh em chỉ cần nhớ dây tín hiệu, còn dây mát anh em không quan tâm nha. Mát sườn không quan tâm, mát IC không quan tâm, chỉ quan tâm là cái dây tín hiệu. Đây. Thì tương tác để Tuấn giới thiệu tất cả những cái dòng xe bơm xăng, thì tương tác nhiều dòng xe có 2 sợi dây, có loại 4 sợi dây, có loại 3 sợi dây. Thì loại FI đa số đa phần của nó 4 sợi dây, thì anh em phải loại trừ ra một cặp bên trái và một cặp bên phải. Một cặp bên trái luôn luôn là để báo xăng, cặp bên phải là để bơm xăng, để cho hệ thống bơm xăng hoạt động, bơm vô kim. Rồi. Đây, như thì Tuấn đang coi một cái đồng hồ này hiện tại báo 2 vạch, nhưng xăng trong bình thì lại không có. Đây, đúng không? Thì Tuấn rút cái phao ra rồi thì làm sao mà báo 2 vạch được, thì phải kiểm tra đồng hồ. Và bây giờ thì Tuấn sẽ tiếp tục giả lập một cái nữa đơn giản. Đây. Đấy. Đấy, xăng thì Tuấn cũng rút rác ra rồi, thì đương nhiên sẽ nằm trong cái giải báo xăng nữa. Đồng hồ lại báo tới đầy. Thì anh em phải biết cách kiểm tra, một là do đồng hồ hay báo xăng. Còn thật sự một cái phao xăng trong này thì anh em có thể bật thang đo, đo ôm để cần đi lên xuống để anh em coi giá trị nhá. Ok. Đấy, coi giá trị. Còn anh em thử lấy cái phao xăng anh em tự đo thì anh em sẽ biết được, và anh em kéo phao xăng từ từ lên và hạ từ từ xuống, mức nó sẽ thay đổi trên đồng hồ. Để thang đo, chế độ đo ôm nhá. Anh em để chế độ đo ôm đây nha. Rồi. Đấy. Đây ôm thôi, chế độ đo thì ôm nhỏ như anh em vừa đo thông mạch tùy theo cái đồng hồ. Còn một thang đo nữa là đo kilo ôm, đo ký nhá. Đấy, hoặc anh em nào dùng đồng hồ đa năng được,
bật thang đo độ ôm có khoảng 2k nhá. Rồi, thì Tuấn xin chào Nguyễn Thành Lâm, xin chào anh Nguyễn Long. Alo. 5 phút. Nha, 5-10 phút, cho 10 phút đi. Ok. Thì Tuấn xin phép 10 phút cho vợ ở nhà gọi, hôm nay thứ bảy, vợ không đi công tác. Ok. Anh em bình luận dưới nào, 18 người xem các bạn bình luận bên dưới đi. Nhá, cái này ai cũng làm được thôi. Tất cả những anh em thợ có tay nghề, không có tay nghề thì các bạn cũng làm được vấn đề này. Nó quá dễ. Bởi vì lúc khách hàng mang vào một con xe bị báo xăng mà anh em lại lục tà lục tục. Thứ hai là không biết đo giá trị điện trở của trong báo xăng. Cái thứ hai là không có báo xăng để ở nhà thử. Thì anh em rất lung túng, thì anh em chỉ cần làm một cái thiết bị này nhỏ nhỏ thôi, treo đâu ở góc nào đấy, thích thì anh em bập một cái là xong. Ok, 20 người xem thì Tuấn cảm ơn tất cả mọi người. Anh em cơm chưa? Ok nhá, vấn đề nhỏ nhỏ nhưng nó sẽ là chất lượng. Đây cái mô hình thì Tuấn răng như răng tơ. Tuấn lau cam một chút xíu. Rồi, chắc điện thoại này quay chắc là nét, đúng không? Còn cái này thì Tuấn giả lập thôi. Chuyện nhỏ, rất nhỏ trên mô hình này. Thì cứ cầm một cái que nhọn nhọn này, mình thích là mình chích thôi, chẳng ảnh hưởng gì hết nha. Còn anh em nào cần đồng hồ combo các loại thì Tuấn làm gửi cho anh em giá rẻ. Nếu các bạn nào ủng hộ 1, 2, 3, 4, 5 món đây, tặng cho anh em 4 món này giá hạt rẻ, cái này để thử nguồn, cái này để kiểm tra bơm xăng. Ồ, ngon lắm này, kiểm tra bơm xăng tuy nó nhỏ thôi, đồng tiền chẳng đáng là bao nhiêu hết, nhưng nó có thể kiểm tra bơm xăng trong vòng tích tắc đấy, kiểm tra điện áp tới mô bình sườn cao áp tích tắc, kiểm tra có điện có cấp tới kim phun không tích tắc, rất dễ dàng trên một cái này, chỉ cần các bạn phân biệt đâu là âm đâu là dương. Đấy, em thấy không? Cứ làm sao âm dương nó sáng, còn dây còn lại là dây tín hiệu từ xe dập mát, tín hiệu để nuôi cho tất cả những cái kim phun, rồi bơm xăng, rồi mô bịch sườn cao áp. Còn tất cả những giá trị cảm biến ở ECT, rồi TB, rồi IAT, rồi CKB thì các bạn dùng cái này các bạn xỉa. Đấy. Các bạn chỉ cần cái này, cái các bạn nhớ điện áp, cái này các bạn giả lập cứ khoảng 2V thôi. 2-3V, hơn 1V nhá. Đây. Rồi cái này 5V. 5V là 5V từ xe cấp thì các bạn không loại trừ dây này, các bạn vứt ngay dây tín hiệu về xe cho điện toán. Rồi, đông đủ. Đấy, ok nào. Dễ thôi. Xăng lại báo đầy. Nhưng trong bình xăng thì lại kiệt xăng. Đấy, cái này một là bị bơm, bị báo xăng chứ, bơm là ok, báo xăng tao rút ra ngoài rồi. Tiếp tục. Xăng báo đang đầy, dead. Rồi. Rồi, xăng lại hết xăng. Đấy, mình tùy theo mình chỉnh, cảm thấy nó hết xăng, đầy xăng để mình loại trừ rằng cái dây từ đây lên đây ok và tính tỏ cái đồng hồ của mình hoạt động quá tốt, vấn đề còn lại mình báo khách hàng hay phao xăng. Đấy. Rồi, hết xăng. Còn bình thường ấy, điện toán không gửi tín hiệu này ra thì đương nhiên đồng hồ nó sẽ bị chạy nha anh em. Thì đó là quy luật của FI đấy. Nếu mà rút ra cái này, ok chưa nào? Rút ra. Bật có điện lại. Đúng rồi, nó sẽ chạy. Đấy. Nha, cái này là rút ra khỏi rác, bơm xăng và báo xăng. Thì nó phải như thế này. Xăng còn mà không báo, một hư đồng hồ, hư báo xăng, hai đứt dây, ba hư đồng hồ, ok. Nhưng chơi cái này vào thì biết cái nào hư luôn. Nhanh, đỡ phải đo. Nếu chơi cái này vào là anh em biết bị cái gì luôn, cho nó nhanh. Ok chưa nào, đấy. Rồi, nhá. Anh em vô xem đông đủ, đây. Ok chưa.
Đấy, như thế này. Rồi, tiếp tục bắn một đường truyền tín hiệu vào cái dây màu vàng sọc trắng này. Rồi, vàng sọc trắng, chân số 2 nhá. Do cái này có 5 chân nhưng một chân bỏ, chân ngoài cùng bỏ nhá. Chân trái bỏ nhìn vào rắc. Rồi, chơi chân số 2. Ok. Đấy, thì cái này đơn giản, các bạn dùng một cái bullin chiết áp. Ok, làm cái bullin thôi. Đấy, đơn giản như vậy. Các bạn vặn. Cái phao xăng này thì Tuấn giới thiệu khi các bạn đo có dòng điện trở cao cứ khoảng bao nhiêu nhỉ, 1V thôi thì đương nhiên xăng sẽ báo hết, còn giá trị đo điện trở nhỏ thì đương nhiên xăng sẽ báo đầy, đó là quy luật nha anh em. Đấy thì Tuấn sẽ đo cho anh em, cặp này sẽ vô mát đây, Tuấn sẽ dùng đồng hồ đo vô đây luôn đây. Đấy, rất nhỏ, nói chung nhỏ, cực nhỏ nhá. Cái này có thể nhỏ lắm. Rồi, thì đương nhiên xăng sẽ báo đầy. Ok. Và thì Tuấn sẽ xoay, thay đổi. Rồi, cái này có phải 0,14 ôm, 0,13. Đấy, ok chưa nào. Thì đương nhiên báo xăng sẽ thay đổi cho các bạn. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 nấc. Ok nào, thì Tuấn sẽ tăng lên một chút xíu nữa thì đương nhiên báo xăng sẽ hạ xuống một nấc. Và thì Tuấn tăng thêm một chút xíu nữa thì đương nhiên xăng sẽ báo tiếp tục hạ xuống một nấc. Thì chúng ta đã giả lập xong, biết là ở đồng hồ này rất ok. Ok, và đường dây rất ok. Lúc đấy các bạn chỉ cần tư vấn khách hàng hư báo xăng, các bạn tháo ra thay thế cho đi Tuấn. Đấy, và sẽ tắt khóa điện và kiểm tra lại giá trị. Rồi, 0,14 thì Tuấn sẽ tăng lên một chút xíu nữa này nhờ. 0,15. Rồi, 0,25. Đấy, 0,17. 0,19. Đấy, tùy theo các bạn điều chỉnh nha. Đấy, 0,54. Đấy, tiếp tục xuống còn 2 nấc. Có khoảng 1V. À, có lộn. Khoảng 100 nhá. 100 ohm thì đương nhiên sẽ báo cho bạn hết xăng. Rồi. Rồi, Đình Tuấn đang đo giá trị đo điện trở nhá. Đây, để thằng đo độ ohm. Rồi thì Tuấn sẽ quay lên có khoảng 100 ohm thôi. Rồi cái này 100 ohm này. Đấy, 102 cho sai số đây, 100 ohm. Tiếp tục chúng ta bật lên. Đấy, ok. Khoảng 100 ohm thì đương nhiên đồng hồ báo xăng sẽ còn khoảng một nấc cho anh em. Nhích 100 ohm một chút xíu thì đương nhiên nó sẽ báo là hết xăng, báo nháy, nhấp nháy nhá. Thì cái này các bạn giả lập khoảng 100 ohm đổ lại thôi. Ok. Đấy, từ 0 cho tới khoảng 100 ohm. Rồi, Tuấn đo lại đồng hồ, phải 100 ohm không? Đo ohm nhá, các bạn bật thang đo ohm. Rồi, cái này không phải sau mấy à, chưa được 100 ohm. Tuấn tăng lên một chút xíu đi. Rồi. Rồi, 100 ohm nhá. Trăm mười lăm ôm này, tay này có mình thì Tuấn tay quay cái này chưa dán, nó cứng lại, nó cứ chập chà chập chờn.
100, 101, 100 ohm được. Rồi. Ok, bảo khách hàng đi đổ xăng. Cách cực kỳ dễ. Nha, yeah, ok. Đấy. Cái này thì đơn giản thôi. Đấy, một khách hàng cứ băn khoăn bảo giá trị của đồng hồ chị báo xăng không chuẩn. Thì anh em chỉ cần vào như vậy thôi là xong một con xe. Nếu đồng hồ hư thì cũng báo khách hàng ở đồng hồ này hư, các bạn tháo ra sửa. Nếu anh em nào có tay nghề thì các bạn tháo sửa, có bị đứt mặt chỗ nào các bạn dò mặt, hoặc là có thể chết màn hình. Vấn đề nếu mà đồng hồ cứ báo khoảng 2 đến 3 vạt, một là đứt mặt, hai là hư màn hình, để mình bắt bận cho nó biết. Thứ nhất là nhiều anh em chưa có đồng hồ để đầu tư. Nếu anh em nào có đồng hồ rồi, chúng ta cắm bục vào cái là xong. Còn đặc biệt nhiều lúc anh em ở vùng quê, ở xa, mình chưa đầu tư được, nên đồng hồ mình mua đâu phải một cái mà rẻ đâu, cái cả vài trăm ngàn, cả triệu. Ok, đúng không? Và báo xăng thì đâu phải anh em nào ở nhà cũng dự trữ cho Đình Tuấn những cái bộ báo xăng để vào nhà để cắm đâu. Anh em chỉ cần như vậy, mở đồng hồ ra, nhớ vị trí chân, bịt một cái hoặc là chỗ phao xăng, anh em rút rác ra, cắm vào một cái là xong. Đấy, vấn đề là như vậy nhá. Đấy, rất dễ. Ok, còn thì Tuấn giả lập cho mới anh em mới cái này luôn. Anh em chỉ cần khoảng 2V thôi nhá, huyết áp nếu mà bị báo nháy như thế này này. Đấy, Tuấn 1V, 2V cũng được nhá. Rồi, tắt khóa điện đi, 1, 2V cũng được. Cắm ngay dây tín hiệu vào cho Đình Tuấn. Được chưa? Bật khóa điện lên. Đấy, thế thôi. Rất đơn giản. Vấn đề còn lại chỉ có thay cảm biến, đúng không? Ok. Còn nếu vấn đề không phải, nếu các bạn kiểm tra mát ok rồi, một là đứt dây, lại tiếp tục bảo khách hàng thay thằng này. Thằng này to tiền một chút xíu. Rất đơn giản, trên một cái xe phun xăng điện tử nếu anh em biết cách xử lý. Đấy, Tuấn sẽ cắm lại. Ok chưa nào? Đấy. Nếu dây này báo nháy 8 nháy, kiểm tra 5 và dây mát, có nuôi tới TB chưa? Nếu có rồi, chọn một dây tín hiệu và dây giữa cho Đình Tuấn nha. Rồi, điện áp cho to một chút xíu, maximum khoảng 5V, 4V, trên 2V là được. Rồi, bật khóa điện thêm cái nữa. Sẽ không bao giờ báo 8 nháy nữa. Nếu không bao giờ báo 8 nháy nữa, chứng tỏ kiểm tra lại giá trị điện áp trên TB này quá thấp, hoặc TB này bị hư. Chia sẻ rộng rãi cho anh em luôn trên xe FI. Thật sự trên vấn đề xe phun xăng điện tử FI chỉ còn như vậy thôi. Còn cái chia sẻ mà để con đi xe này bật khóa điện lên như thế này, đề mà rờ le 5 chân chỉ có nhảy cạch cạch thế này, thì các bạn thông cảm thì Tuấn chưa chia sẻ được. Đấy nha. Đấy, bật lên mà tất cả hệ thống FI hoạt động bình thường, đẹp y cho vòng 3 giây, tắt, hệ thống bơm xăng đầy đủ, tất cả đồng hồ đều ok hết, không có báo lỗi gì hết, nhưng để cạch cạch. Vấn đề đó rất nhỏ nha. Bữa nào thì Tuấn sẽ chia sẻ xong. Kết thúc. Chúc anh em thành công. Nếu anh em nào ok, độ chế để biết là ok, đồng hồ này căng đét. Còn các bạn nào không sửa đồng hồ, nếu bắt bận được cái băng này, đồng hồ hư, anh em có thể gửi cho Đình Tuấn nha, Tuấn sẽ test cho. Đấy, ok, thấy chưa? Lại xuống một vạch. Đấy, ok, quá hay. Ok không? Mai Khánh, Thành Lâm ok chứ? Ok, cho xin cái chào tay đi. Cái gì hay thế, Mai Khánh? Anh em làm FI nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Cái quan trọng là có người hướng dẫn cho các bạn nhiệt tình hay không thôi. Thật sự làm con xe FI nếu anh em hiểu nó rồi thì nó thoải mái lắm nhá. Không có gì phải đau não.
kiểm tra không vậy. Thì cũng rất nhiều anh em nào chưa hiểu chưa biết thì thật sự một con xe FI nó vô vàn là khó khăn. Vừa rồi có nhiều anh em gọi điện toán gặp những con xe SCR hoặc xe lít hoặc xe gì để dai nổ, để khó nổ. Tất cả thao tác của mình hãy kiểm tra từng hạng mục, từng bước, chi ly nhỏ nhất rồi xe tới lớn nhất thì con xe nó phải nổ, đó là quy luật. Có con xe đã đầy đủ áp bơm rồi, lửa có, để dai để khó nổ thì các bạn khỏi cần phải đo bùng đốt rút ra làm cho điện toán cặp số bắp là nhanh nhất. Chứ nhiều lúc anh em trên một con xe anh em cứ để dai để khó nổ, như kiểm tra áp bơm đã ok rồi, căng bét khoảng 2,5 kg rồi, lửa đánh phần phật, nhưng để dai để khó nổ thì các bạn phịt luôn cặp số bắp. Và ngày hôm kia có một anh em gọi cho điện toán một con xe cứ buổi sáng lên hộp ga đấy, hộp ga bảo áp bơm ok chưa, áp bơm 2,8 kg đạt rồi, anh em thử kim phun chưa, hộp ok bảo em thử rồi mà vẫn hộp ga. Thế bảo thử mô bên sườn cao áp chưa, anh em bảo thử mô bên sườn cao áp thì bảo thấy đánh lửa pha nhưng vẫn hộp ga. Các bạn chưa nhìn thấy đâu nha. Thế điện toán sẽ tư vấn gọi anh em đấy, em kiếm ngay cho điện toán cục mô bên sườn lắp vào một cái ăn liền. Thì anh em cứ nghĩ rằng nó cứ như Jimway đâu, đánh lửa phịt là đã ngọt đâu, chưa chắc. Đo mô bên sườn cộng áp vẫn đủ ký, nhưng anh em phải có đồ để anh em lại trừ. Cục mô bên sườn giá rẻ quá mà, hàng xài chất lượng có 100k cục, lắp vào một cái là ăn mì ăn liền, đúng không? Phun xăng thì tự chỉ có thế thôi. Cái quan trọng người hướng dẫn và thao tác. Cái mô hình điện toán làm chịt thế này thì xe chẳng chết, điện toán bao chết thì xe luôn. Cứ miễn sao các bạn hướng dẫn cho các bạn nhiệt tình, chỉ đồng hàng không chập chờn thì con này biết chừng nào mà chết, khó chết lắm. Thôi đi rồi này, gửi anh uống cà phê, thối tiền nhanh lên đi mua cà phê uống. Có gì bơm lốp anh đi chút, có lốp nhỏ nhất cho anh đi chút, để em có bơm lốp nhỏ anh chút. Còn anh em nào muốn phân tích dữ liệu đọc trên tất cả thông số hiện hành trên một cái máy chuẩn đoán thì các bạn cứ đến đây tham gia khóa học điện toán, sẽ chỉ từng chi tiết từng hạng mục anh em cần phải loại trừ cái gì, đọc trên cái giá trị chuẩn đoán trên một cái máy, bất kỳ cái máy nào đọc thông số thì sẽ ok nhất. Nên anh em làm xe phun xăng điện tử, điện toán chia sẻ rất nhiều, có thể bỏ những buổi trưa ra chia sẻ cho anh em, đó là những niềm đam mê muốn gửi tới cho anh em. Hãy kiểm tra ban vận kỹ lưỡng khi con xe khách hàng mang vào, đừng có đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá phải quàng phải dây hết, cứ bình tĩnh làm rồi sẽ ok nhá. Đấy, có anh em cần cái gì anh em nhắn tin qua Messenger điện toán nha, có thể ở đây trôi bài ở Dương An, chút xíu anh em nhắn tin qua địa chỉ điện toán nha, ở điện toán nó gửi em trong một năm hồ và để lẹt ok nhá, chút xíu anh em nhắn tin qua Messenger. Đến với điện toán một khóa, hiện tại nó đang có dịch cúm này đấy, anh em nào mà di chuyển được, nếu mà đặc biệt nhá, anh em phải không bị dịch nhá, anh em di chuyển ở đây thì toán sẽ cho anh em hài lòng từ tất cả hệ thống phun xăng điện tử cho tới khóa sửa mặt cây cho tới những cái bẻ làm nồi căn chỉnh, làm sao một con xe ra đạp chạy ok nhất thì các bạn cứ liên hệ với điện toán. Đến đây thì mọi việc anh em mình sẽ trao đổi và kết thúc nó cực kỳ dễ thôi, kết thúc. Thật sự trên một cái xe mô hình phun xăng điện tử FI thì tụi anh cũng chẳng hề biết phải làm thêm cái ban gì để giới thiệu và chia sẻ cho anh em hoạt động như thế nào nữa. Thật sự trên một cái mô hình một con xe được trang bị điện tử thì tương tác nó như nhau, chẳng qua cái xe này không có hệ thống khóa thông minh sờ mắt cây thôi. Sờ mắt cây thì nó cũng như cái ổ khóa như thế này, làm sao các bạn đồng bộ được cái FOB và cái SCU thì đương nhiên cái ổ khóa sẽ mở được. Còn vấn đề trên một cái xe zin chỉ còn một đường truyền tín hiệu từ IC, từ SCU gửi về IC thì đương nhiên
sẽ nổ thôi. Đấy, trên một con xe được trang bị ổ khóa thông minh sửa một cây, tương tác như nhau. Sao? Chưa thối hả? Chưa được hả? À, tí một nước uống. Đồ quá rẻ, nhưng anh em về nhà biết cách kiểm tra nữa thì những con xe này xong, đúng không? Cứ bắt bận là ok, là anh em báo khách hàng thôi. Rồi, xin chào mọi người nhá. Có gì thì Tuấn lại chia sẻ tiếp. Bye bye. Về ăn cơm ngủ trưa một chút xíu. Anh Mai Khánh ơi, điện thoại này quay live stream còn nét không? Anh xem có rõ không? Nếu không rõ thì em đổi cái khác. Rõ không? Cho xin comment đi. Ra màu dây luôn nhá. Đấy, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển sọc vàng nhá, nâu sọc đen. Nét quá, hì hì, cảm ơn anh Mai Khánh nhá. Ok. Loàm thoàm đây mà không chết được IC này các bạn thấy không? Đấu dừng dây đây vẫn chưa chết IC. Đấy, giờ cờ lai đấy, Tuấn quay cho anh em nét nha. Cặp trái, cặp phải, nhìn đối diện màn hình vào. Cặp trái thủ công, cặp bên phải, ba dây bên phải là rồi, nguồn mà mát cấp cho nuôi cho máy. Và dây ca... Đấy. Ok chưa? Đấy, hộp cầu chì. Rồi, xin chào mọi người nha. Bye bye.